Đây là kết quả đánh chuột của buổi sáng ngày 26 tháng 1 năm 2022 của thôn Ngọc, xã Kỳ, huyện Nguyên, tỉnh Phú Phòng này. Kinh chưa? Rồi bà Lan, bà Lan đếm nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 con. Ôi giời ơi, đúng 100 con. Ôi giời. Hôm nay các bà giỏi thế. Hôm nay có ít bà, mấy bà về rồi đấy, còn đâu là lại có ít thế mà đánh được 100 con, sợ chưa? Rồi, xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Hẹn quý vị và các bạn trong clip tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.